Xin chào các bạn, cô tiếp tục chữa đề thi tiếp theo là đề số 2, chương trình tiếng Anh lớp 8 phút trắc nghiệm và phục vụ cho thi online nhé. Rồi, phần số 1 câu 1, chọn từ có cách phát âm khác. Thì ở đây mình sẽ chọn là câu cô đi, bởi vì cô đi phát âm là a, enough. Và các câu khác là mình sẽ phát âm là out, out, ok. Sound, out, found, chọn cô đi nhé. Rồi câu số 2, bạn nhìn thấy đây là cách phát âm đuôi ed. Thì cô có ba cách phát âm đuôi ed, cái này là cô cũng đã ôn tập cho các bạn rồi. Trường hợp thứ nhất là những từ tận cùng là từ the, thì mình sẽ phát âm đuôi ed là đuôi it, ví dụ như từ needed. Trường hợp số 2, từ tận cùng là k, f, p, h, s và ch, là không, phì, phò, sợ, sẽ, chết, thì mình sẽ phát âm là t. Và trường hợp số 3 là các từ có tận cùng còn lại, thì mình sẽ phát âm của đuôi ed là đuôi the, later. Được chưa? Vậy ở câu này thì mình sẽ chọn từ nào đây? Nếu mà mình ghi phiên âm ra thì mình sẽ chọn được câu D, crowded. Rồi tiếp theo, bài số 3 là phần trọng âm. Phần trọng âm thì bạn buộc phải là biết cách một số những cái quy tắc cơ bản để đánh dấu trọng âm từ. Ở đây là có những cái mẫu cơ bản bạn đã học, ví dụ như là những danh từ, tính từ hai âm tiết thì bạn sẽ phát âm trọng âm số 1, đánh trọng âm số 1. Còn những động từ mà hai âm tiết thì trọng âm số 2. Đấy là những cái từ cơ bản nhất, ngoài ra còn một số các cái quy tắc khác. Leisure, danh từ hai âm tiết trọng âm số 1. Driving, danh từ hai âm tiết trọng âm số 1. Diving và origami trọng âm số 2. Movie trọng âm số 1. Vậy mình chọn được câu C. Rồi, câu số 4, ancestor trọng âm số 1, tổ tiên. Curious trọng âm số 1, tò mò. Heritage trọng âm số 1, di sản và tradition. Bạn nhớ giúp cô là cái đôi tion, tion này này là nó sẽ nhấn trọng âm và âm trước nó, tradition. Tiếp theo, câu số 5, bạn hãy chọn những từ mà ở cái phần gạch chân nó bị sai và bạn phải sửa. Ở đây thì trắc nghiệm thì bạn sẽ không cần sửa, tuy nhiên là cô vẫn yêu cầu các bạn sửa. Cô ấy rất là buồn, cô ấy rất là buồn chán đúng không? Cô ấy rất là buồn, cô ấy rất là chán với những cái khu vực mà yên tĩnh. Bởi vì là cô ấy đã từng sống ở một cái thành phố lớn. Thì ở đây chúng ta thấy cấu trúc là used to, cộng verb thì là đúng rồi, surrounding thì không sai, và đây chọn câu A. Câu A thì mình đối với những cái chủ ngữ là người thì mình thường sẽ dùng tính từ có đuôi ed là bored, được chưa, buồn chán. Câu số 6, dân người Mường là cái dân tộc mà sống ở những cái vùng núi của Việt Nam. Thì đây có thấy người Mường là cái dân tộc giờ Mường, trước dân tộc mình đền từ giờ là đúng rồi. Tuy nhiên lần đầu tiên mình giới thiệu dân tộc đó với mọi người chẳng hạn thì điều sai ở câu B, mình phải sửa là unethnic, bởi vì ethnic bắt đầu bằng chữ nguyên âm E nên mình sẽ chọn là unethnic. Câu số 7, ở đây đã từng là một bộ phim, một rạp phim, movie theater, nhưng mà nó đã đóng cửa cách đây một thời gian dài, thì dấu hiệu ở đây chúng ta là từ ago. Ago nên cái động từ close của chúng ta đang bị sai rồi, phải là chuyển thành closed, được chưa? Đã đóng cửa. Tiếp theo câu số 8, cuộc sống ở một cái khu vực, tức là một cái thị trấn nhỏ thì hơn một thành phố lớn. Vậy đây là so sánh giữa hai người, hai vật. Vậy mình sẽ là so sánh hơn kém. Mình loại câu A, câu B. Câu C thì mình phải dịch nghĩa và câu D mình phải dịch nghĩa bởi vì cấu trúc của nó đúng rồi, mình chọn câu D. Câu này có nghĩa là cuộc sống ở thị trấn nhỏ thì thanh bình hơn nhiều so với cuộc sống ở thành phố lớn. Câu số 9, tháng nào, vào tháng nào, bạn nhớ giúp cô là vào tháng nào lễ hội hoa ban của người Thái được tổ chức. Thì when bạn phải cộng trợ động từ cơ. Từ how often cũng cộng trợ động từ chứ không cộng danh từ. Từ how many cộng danh từ được, nhưng danh từ phải là danh từ số nhiều. Vậy ở đây mình sẽ chọn từ which, tức là vào tháng nào. Câu số 10, cái lễ hội cổng chiêng ở Tây Nguyên đấy được tổ chức, đây là câu bị động, ở Tây Nguyên. Thì đây được tổ chức e-held bởi vì nó là động từ thường nên mình sẽ cần một trạng từ. Trạng từ ở đây là từ annually, được chưa? Có nghĩa là được tổ chức hàng năm. Câu số 11, what color is, cái biểu tượng của may mắn đối với dân tộc Hoa, người Hoa là cái biểu tượng nào? Đó là cái nào là một biểu tượng, đúng không? Chúng ta sẽ dùng un, what isn't. Còn cô xin lỗi, ở đây là a symbol. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là từ a, mình sẽ cộng danh từ bắt đầu bằng phụ âm. Từ symbol bắt đầu bằng phụ âm, mình chọn a. Còn từ un ở đây phải cộng danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, hoặc là từ bắt đầu bằng nguyên âm. Some phải cộng danh từ số nhiều, symbol có s, và the thì là chưa xác định. Không, zero ở đây mình không chọn. Ở câu số 12, bạn có yêu nó không thì có thể được abbreviated, tức là bạn được viết tắt như thế nào. Thì viết tắt bằng các cái chữ cái đầu thôi, chọn câu đi. Rồi,
Câu số 13, Stephen dislike. Sau dislike là một động từ chỉ sự ghét, chỉ sự yêu thích và sự khờ ghét ấy. Thì mình sẽ dùng verb ing, mình chỉ dùng được giọng verb ing thôi. Và câu này câu đúng là câu D. Cô ấy, Stephen, anh ấy là không thích lái xe. Anh ấy thường bắt xe buýt đi làm. Câu số 14, tớ nghĩ là cuộc sống ở nông thôn thì buồn tẻ, boring là buồn tẻ. Và chúng ta sẽ cần một tính từ ở đây, bởi vì bạn không ở gần các cái cửa hàng và dịch vụ thì đang chán đúng không? Bởi vì đang rất là buồn tẻ và chán thì mình cần một từ là nó mang nghĩa tiêu cực. Thì đây từ unhealthy là không tốt cho sức khỏe, từ inconvenient là bất tiện, từ comfortable là tiện nghi và peaceful là thanh bình. Vậy mình sẽ chọn câu B nhé. Rồi mình chọn câu B. Câu số 15. Visitors find the Central Highlands. Những cái du khách cảm thấy sau find mình sẽ cộng verb ing hoặc là danh từ và mình cộng đuôi. Mình cộng cái một tính từ nhé. Mình cộng một tính từ thì ở đây chỉ có từ attractive, đó là tính từ hấp dẫn. Tiếp theo nào. Câu số 16, những người nông dân mà làm việc ở đâu thì trông rất là vui vẻ hạnh phúc với những cái nụ cười tỏa nắng ở trong mùa hè. Thì làm việc on thì người nông dân thì chúng ta sẽ dùng paddy fields, là làm việc trên các cái cánh đồng lúa nhá. Được chưa? Đồng cỏ chung chung, mà không ở on chúng ta sẽ dùng paddy fields. Tiếp theo câu số 17, câu về chức năng giao tiếp, ở đây bạn chọn gì đây? Câu số 17, tớ có hai cái vé để đi đến cái lễ hội cồng chiêng, bạn có muốn đi không? À, bạn ấy hỏi là mấy giờ thì chắc chắn là bạn ấy muốn đi, mình sẽ trả lời là có, tớ rất là thích. Câu số 18, có đúng là Imon là cái ca sĩ nhạc pop nổi tiếng nhất hoặc là hát hay nhất của dân tộc Ede không? Thì đây mình sẽ chọn câu trả lời, người ta hỏi là có đúng vậy không thì mình trả lời là đúng hay không? Mình sẽ trả lời là exactly, là chính xác rồi. Tiếp theo câu 19 là bạn phải chọn từ gần nghĩa nhất đúng không? Từ gần nghĩa nhất thì ở đây từ anh ấy bị muộn nhưng may mắn thay bạn của anh ấy vẫn đợi anh ấy, thì đồng nghĩa với từ may mắn thay là từ luckily. Còn từ magically có nghĩa là thật là tuyệt diệu, thật là tuyệt vời đấy. Truly có nghĩa là thật độc ác, và lately có nghĩa là gần đây. Câu số 20, cô ấy sẽ bực mình rằng bạn đã quên gọi cho cô ấy. Vậy từ annoyed ở đây là bực mình, thì mình cần tìm một tính từ và nó có nghĩa là bực mình, thì ở đây có từ displeased. Còn câu B là hài lòng, câu C là danh là động từ không dùng, và câu D là danh từ không dùng. Vậy bài tiếp theo là bạn sẽ chọn từ opposite, tức là trái nghĩa. Trái nghĩa thì bạn phải cẩn thận, không thì chúng ta sẽ chọn nhầm từ đồng nghĩa. Ở đây là Mr. Thompson làm việc cẩn thận hơn là Mr. Baker. Thì đây cẩn thận hơn, careful, nó là trạng từ, nó có nghĩa là cẩn thận. Mình cần tìm một trạng từ mà trái nghĩa với cẩn thận, thì ở đây có từ carelessly, tức là một cách bất cẩn. Carelessly, được chưa? Còn carefully là vẫn là chính là từ đấy, không chọn. Carefulness có nghĩa là sự cẩn thận, không chọn, mình cần một trạng từ cơ. Và careful nó là tính từ, không chọn. Câu số 22, tôi thích là giúp những cái trẻ em minority children, tức là những cái trẻ em dân tộc thiểu số biết chữ. Literacy là biết chữ. Về đây minority trả nghĩa với nó là từ nào đây? Chính là từ majority, tức là sự đa số, dân tộc đa số, sự đa số. Tiếp theo là bài đọc. Việt là một học sinh và cậu ấy Bessie là sống ở trong một căn hộ ở ngoại ô Hà Nội. Thì ở đây là động từ, mình phải chia theo chủ ngữ là Việt. Sống ở đâu mình chia gì ở tại đâu? Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít mình cần nét. Đó là một phần của căn nhà cũ của cậu. Cậu ấy có một phòng và một cái bếp và a bathroom with three other people, và chia sẻ đúng không? Chia sẻ cái gì với ai? Tức là riêng thì có cái này, và chia sẻ cái phòng tắm với ba người khác thì chúng ta sẽ dùng từ shares. Tiếp theo, trong phòng của cậu có một cái giường ở phía bên trái, có một cái ghế bành ở bên cạnh cái giường. Ở đây là danh từ số ít thì mình phải dùng a với an thì từ armchair, nó bắt đầu bằng nguyên âm thì mình chọn an. Rồi tiếp theo, trên cái bàn thì ở đối diện cái giường và có một cái tủ quần áo ở bên rìa bên phải của cái phòng. Cái phòng đấy đã xác định chưa các bạn? Cái phòng đấy xác định rồi. Xác định rồi thì chúng ta sẽ không dùng với ăn nữa, bởi vì ai biết đó là cái phòng người ta đề cập lúc đầu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn the. Còn sắp thì bạn phải thêm s, danh từ phải xuống nhiều cơ. Ở phía trên cái bàn thì có một cái giá sách, và trên cái giường thì có một cái đồng hồ. Cậu ấy có một cái TV và cái cassette, cái máy chạy cassette.
Cái phòng này thì khá là gì đó nhưng mà vẫn ổn, cậu ấy thích phòng rất nhiều. Thì khá là gì đấy thì chắc chắn là có từ nhưng ở đằng sau thì chắc chắn là nó phải đối lập rồi đúng không? Thông tin nó phải hơi mâu thuẫn nhau một chút. Cái phòng này khá nhỏ nhưng mà cũng vẫn ổn thôi. Còn suitable có nghĩa là phù hợp, dangerous là nguy hiểm, và large có nghĩa là to lớn, thì mình không dùng các từ khác nhé. Tiếp theo là bài đọc về làng quê. Sống ở nông thôn là cái mà mọi người ở thành phố thường mơ ước, tuy nhiên trên thực tế nó có cả lợi ích và bất lợi. Có rất chắc chắn là có rất là nhiều lợi ích của việc sống ở làng quê. Advantages là lợi ích. Đầu tiên là lợi ích đầu tiên này, bạn có thể thưởng thức cái sự thanh bình và yên tĩnh. Bên cạnh đó, bạn có xu hướng, những người ở đây có xu hướng thân thiện hơn. Một cái lợi ích khác nữa là có ít cái phương tiện giao thông hơn, do vậy an toàn hơn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên cũng có những cái bất lợi, disadvantages là bất lợi hoặc là cái hạn chế đối với cuộc sống ở bên ngoài thành phố. Đầu tiên, bất lợi này, bởi vì là có ít người nên bạn có thể là có ít bạn. Thêm vào đó, bất lợi thứ hai, cái sự giải trí thì rất là khó để tìm, đặc biệt là vào buổi tối. Hơn thế nữa, ý thứ ba, thực tế rằng có ít cửa hàng và dịch vụ đồng nghĩa với việc là bạn cũng tìm được ít việc hơn. Tóm lại là tóm tắt, nó có thể người ta có thể thấy rằng chúng ta có thể thấy rằng nông thôn thì phù hợp hơn cho một số người hơn là những người khác. Nhìn chung thì nó thường là cách tốt nhất cho những người mà nghỉ hưu hoặc là những người mà có trẻ nhỏ. Ngược lại thì những người trẻ, in contrast là ngược lại, những người trẻ tuổi thì người mà có công việc thì người mà có công việc thì phù hợp hơn, sẽ được hỗ trợ tốt hơn, hậu thuẫn tốt hơn nếu mà họ sống ở trong thành phố. Vậy câu số 28, theo đoạn văn thì sống ở làng quê có cái gì đây? Chúng ta sẽ chọn câu nào? Câu A là chỉ có những điểm tốt, câu B là chỉ có điểm xấu, và chúng ta chọn câu C có cả điểm tốt và điểm xấu. Câu 29 có bao nhiêu lợi ích? Hiển nhiên trên chúng ta đếm là có 3 lợi ích đúng không? 3 lợi ích và 3 bất lợi. Câu số 30, sống ở làng quê thì an toàn hơn cho trẻ nhỏ bởi vì sao? Thì keyword ở đây là young children. An toàn hơn bởi vì sao đó các bạn? Bởi vì có ít cái phương tiện giao thông, ít giao thông hơn thì chúng ta sẽ chọn câu A, less traffic. Câu số 31, cái nào thì không đúng theo như đoạn văn? Câu A là những người ở làng quê có xu hướng thân thiện hơn người thành phố, đúng rồi. Câu B thật là khó để tìm phương tiện giải trí, đúng rồi. Câu C có ít cửa hàng và dịch vụ hơn, đúng rồi. Và câu D, làng quê thì chỉ phù hợp cho người nghỉ hưu, chưa đúng. Bởi vì người ta còn đề cập đến là người nghỉ hưu này và những người mà có trẻ nhỏ nữa cơ. Rồi về câu 33 bạn chọn gì đây? Có ít bạn thì là cái bất lợi duy nhất của việc sống ở làng quê, chưa đúng. Có rất là nhiều bất lợi khác, có tất ba bất lợi cơ. Một trong số những cái bất lợi đối với cuộc sống ngoài thành phố hay là một trong những lợi ích thì có ít bạn là bất lợi. Tiếp theo câu 33, bạn chọn những câu viết sao cho nó có nghĩa không đổi. Tại sao những người dân tộc lại xây nhà rông? To build a house là nhà rông. Vậy mình sẽ hỏi bằng cấu trúc What do some ethnic people build the build a house for? Là những người dân tộc thiểu số xây để làm gì? Thì cái từ what nó mới đi với từ for, còn từ how với when thì không cần. Câu số 34, chơi những trò chơi bãi biển thì rất thú vị, interesting là thú vị. Vậy thì mình sẽ viết lại câu là it is very interesting to play. Vậy ở đây là to play, mình sẽ chọn câu A các bạn nhé. Cấu trúc là it is very interesting cộng to verb to play. Câu số 35, tôi có được rất là nhiều lợi ích, rất là nhiều sự thư giãn từ việc đọc sách nấu ăn, cookery books là sách nấu ăn. Thì mình sẽ chọn, tức là tôi thích đúng không? Tôi thích, chọn câu C, I enjoy reading cookery books. Rồi câu số 36, bạn sẽ dùng cái từ gợi ý của người ta, bạn viết thành câu sao cho nghĩa của nó không đổi. Những cái sự giải thích, explanation là sự giải thích của bố tôi về cái chủ đề đó thì rõ hơn là anh tôi. Vậy người ta cho từ clearly ở đây đó là trạng từ. Trạng từ thì bạn phải phải tìm chuyển cái danh từ ở trên thành một động từ. Thì cô chuyển lại như sau, bởi vì trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Câu C cô gạch, bởi vì bố của tôi không thể là một chủ đề được, mà cô chỉ có thể chọn câu A với câu B. Vậy cô dịch nhá, bố của tôi giải thích cái chủ đề này rõ hơn là anh của tôi, đúng với câu ở trên rồi. Còn câu B, anh của tôi giải thích rõ hơn bố của tôi, chưa đúng, trái nghĩa. Câu số 37, câu cuối cùng, anh ấy sử dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để sưu tập tem.
Vậy thì chúng ta phải viết cấu trúc với từ spend. Từ spend thì mình viết như sau: chủ ngữ cộng spend. Spend mình phải chia động từ nhé, cộng time cộng verb in nhé, là cấu trúc dành thời gian để làm gì. Dành thời gian để làm việc gì. Để làm việc gì từ đây cấu trúc nào đúng đây các bạn ơi? Nó là câu số. Ở to thì chưa đúng rồi. Vậy thì ở đây là thì hiện tại đơn từ uses. Thì mình sẽ sử dụng từ spend ở thì hiện tại đơn. Vậy thì mình sẽ chọn câu B nha. Ở đây mình sẽ chọn câu B các bạn nhé. Rồi bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng là các bạn sẽ ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho những bài thi sắp tới. Đừng quên đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những video cô sắp ra để chuẩn bị cho thật tốt cho những bài thi cũng như là thu lượm được những kiến thức hữu ích nhé. Chào các bạn.